Chuyện lạ, nhà báo Đức bị kết án 6 tháng tù vì đăng bức ảnh lịch sử. Ngày 18 tháng 8 năm 2017, báo Đức đăng tải hàng loạt bài viết kiểu nhà báo Đức bị kết án 6 tháng tù vì đăng bản ảnh lịch sử. Phản ánh về phiên tòa cùng ngày, xử nhà báo Michael Stigenberg với mức án 6 tháng tù giam và 100 giờ lao động công ích cho hành vi tuyên truyền cho một tổ chức vi hiến. Theo luận cứ buộc tội của tòa là ông nhà báo sử dụng bức ảnh lịch sử phản ánh sự kiện ký kết hiệp ước giữa Hồi giáo và Đức Quốc xã năm 1941, nói trên là kích động thù hận đối với Hồi giáo và phỉ báng đạo Hồi. Giới truyền thông nước ngoài và dân chúng Đức đều bất bình với bản án này khi hiểu rõ bản chất sự việc là nhà báo trên chỉ sử dụng bức ảnh như sử dụng một tư liệu lịch sử minh họa cho vấn đề ông ta đang nghiên cứu. Nguyên văn đoạn status trên Facebook của ông nhà báo đã dùng bức ảnh, tạm dịch như sau. Việc nhận ra rằng Hồi giáo là một hệ tư tưởng phát xít được thực hiện bởi nhà khoa học chính trị Ai Cập Hamed Abdel Samad với cuốn sách Phát xít Hồi giáo của ông. Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, tác giả của King Koran Mein Kampf của tiên tri Mohammed đã từng xác nhận rõ ràng điều này, nhưng sự chính xác về mặt chính trị đã che giấu phát ngôn này ra công khai. Bộ trưởng Nội vụ Bavarian Joachim Herrmann so sánh Mein Kampf cuốn sách về cuộc đời tranh đấu của Hitler như là lời tuyên chiến của Hồi giáo có thể đọc được trên mạng Internet. Từ đó, ý nói cuốn tự truyện của Hitler đến King Koran chỉ là một bước nhỏ mà ông ta không dám tiếp nhận. Süddeutsche Zeitung trong một bài viết vào thứ Sáu mô tả hiệp ước của Đức Quốc xã với Hồi giáo và cũng là trích dẫn quan trọng của Himmler và Hitler. Thông tin thêm ở chính trị không chính xác. Xin nói thêm, ông nhà báo này là người khởi xướng phong trào chính trị không chính xác khi muốn vén màn sự thật đằng sau sự kiện, sự thật lịch sử. Rất nhiều độc giả Tây Phương bình luận ngay dưới bài báo về vụ án này, so sánh bản án này trong nước Đức chẳng khác nào Bắc Triều Tiên. Không biết ông dân biểu Đức Martin Patel được cô cựu nhà báo đoan trang, bà vợ ông Ba Sàm vận động từ Đức sang Việt Nam để can thiệp, đòi quyền tự do ngôn luận cho anh Ba Sàm, phản đối phiên tòa, yêu sách phải trả tự do cho anh Ba Sàm ngay tức khắc, xem thường cơ quan tư pháp nước Việt có biết đến một trong những vụ án dạng này đang diễn ra ở nước Đức khiến dân chúng Đức rất bức xúc hay không. So sánh tính chất hành vi của ông nhà báo trên thì rõ ràng chưa là si nhê gì với anh Ba Sàm lập hẳn mấy trang tin điện tử chuyên sưu tập các bài viết tấn công chế độ chính trị hiện nay, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ, đả phá các nguyên thủ, viết không khách quan về đất nước. Thêm nữa, các nhà dân chủ gia nước Việt ngày ngày lên Facebook thóa mạ lãnh đạo đảng, nhà nước, xuyên tạc lịch sử, hô hào lật đổ chính thể xa láng. Nếu những người này mà đang sống ở Đức thì số phận sẽ ra sao? Xem ra nếu blogger người buôn gió, kẻ đang miệt mài sáng tác ra các cuộc đấu đá trong Đảng Cộng sản Việt Nam giữa các phe cánh này viết tương tự về chính giới Đức thì số phận sẽ ra sao? Liệu chính phủ Đức có cấp cho anh ta vé tị nạn chính trị để được tự do ngôn luận